Xin chào cả nhà, chào mừng toàn thể quý vị đang quay trở lại với kênh YouTube Tin Nóng Thị Dân. Thưa cả nhà, thì mình sau khi mình sáng hôm nay mình đến rất sớm nhà của chị Khoe, mình ghé thăm nhà chị Khoe xong rồi mình qua tiếp nhà của em Diều, và hiện tại bây giờ mình đang có mặt tại ở nơi đây để đi trao tiền từ thiện với đài truyền hình Tiền Giang, một cái chương trình mà mình đã gắn bó 2 năm trời, một tháng chương trình đi ủng hộ cho những cái bệnh nhân của ung thư là một tháng về 2 lần, và mình đang là tham gia đồng hành với chương trình này cùng với đài truyền hình Tiền Giang đã được 2 năm, và mình đã lập ra một cái nhóm này mang tên là nhóm bạn hữu cây lầy do mình sáng lập. Thì mình vừa ghé ở đây xong thì mình nghe một cuộc điện thoại báo rằng là không vui chút nào, đó là em Trọng Nhân đã không qua khỏi. Trọng Nhân đã ra đi. Clip này chỉ muốn gửi lời chia buồn đến gia đình của em Trọng Nhân, cầu mong linh hồn của em được siêu thoát. Trọng Nhân đã không, cho dù số tiền của quý vị Mạnh Thường Quân đưa về nhưng mà đã không kịp để cứu cho em trong sống thêm những cái quãng đời còn lại. Bây giờ mình sẽ kết nối cuộc điện thoại với mẹ của Nhân. Mình muốn số tiền mà quý vị Mạnh Thường Quân đang gửi về cho mình đây tầm khoảng, mình chưa biết bao nhiêu nhưng mà chắc cũng phải tầm 10 triệu. Mình sẽ dùng số tiền này để mua. Dạ, con chào cô. Dạ, cô ơi, con thành thật chia buồn với gia đình mình. Con nghe tin là em Nhân đã không qua khỏi cô. Dạ. Dạ, em mất lúc mấy giờ cô? Mất hồi 1 giờ chút ơi. Lúc nào, 1 giờ chiều nay hả? Dạ. Dạ. Chú điện được. Dạ, cô chưa điền nhưng mà đã có người báo cho con rồi. Dạ. Thì cảm ơn. Cô ơi, bây giờ cho con hỏi này, bây giờ thì con có nghe nói là cái nhà đó mình mướn, mình thuê cho nên là người ta không cho làm đám ở ngay chỗ đó mà đi về chỗ khác, là chỗ nào cô? Ở ngay đối diện ngân hàng Long Định đó chú ơi. Đối diện ngân hàng Long Định, đó là nhà của ai vậy cô? Nhà của bà gì đó. À, bà, nhà là em của bà nội đó. À, nhà bà gọi là nhà bà gì hả? Bà gì của? Dạ dạ. Của Trọng Nhân. Dạ. Nhà bà gì? Vậy thì mình dạ. Con đang nhận được một số tiền của Mạnh Thường Quân đây. Con không biết bao nhiêu nhưng mà con muốn tài trợ lấy số tiền đó và con mua cái hòm cái hàng cho em á. Dạ. Ý cô dạ, sao? Dạ dạ rồi con chứ dụng nhiều lắm, bây giờ ta tính tính mà định sinh mà thôi, nó một đời có một lần là nghĩ lại làm cho nó hoàn thành của các anh chị em cho hôm đó nay đã dành dụng đó. Dạ. Thì cô sẽ làm hết, cũng làm hết cho nó chứ cô không nói là nghĩa là tiền lại. Thì bây giờ là cô bây giờ con hỏi thiệt là bây giờ cô còn đủ tiền để lo đảm cho em không? Chưa biết chừng nào thiếu rồi đi ra kiếm mượn chú ơi. Không, bây giờ hiện tại bây giờ tiền đó là đang gửi về đây, con cũng đang giữ tiền của em á, vừa mới nhận được tiền của quý Mạnh Thường Quân gửi về cũng đâu tầm khoảng được, con chưa kiểm tra đầy đủ nhưng mà cũng phải là tầm khoảng 10 triệu gì đó. Bây giờ đã, bây giờ con hỏi cô á, bây giờ cái hàng của em á, cái đó thì đã có hay chưa? Chưa có. Chưa có, bây giờ cô hỏi cho con là cái ở đó là bao nhiêu tiền một cái, cô muốn mua cho bao nhiêu tiền một cái? Rồi dạ, dạ, rồi dạ. Rồi cô muốn là bây giờ mình có chỗ để mà chôn cất em không hay là phải thiêu? Chắc thiêu rồi chứ Dũng ơi. Dạ. Thì là mình nhờ đất người ta, với lại nó không có anh chị em đi chơi rồi mình chôn này là nữa là không ai xả mộ gì cho nó, tội nghiệp nó. À, mình thiêu rồi mình đưa vô chùa cô. Đem đi chùa nặng cho nó đi nghe chung. Dạ dạ. Thế bây giờ con nói cô vậy nè, bây giờ cô cứ hỏi cái tiền mua cái hàng với tiền thiêu hết bao nhiêu đó, con sẽ giúp cô cái khoản đó cô nhé. Dạ
Dạ, dạ không, cô không phải, cô không phải đi mượn ai đâu, tại vì cái tiền các mạnh thường quân đang gửi về đây thì con sẽ sử dụng cái tiền đó, thiếu bao nhiêu con bù thêm cô nhé. Rồi bây giờ thì con đang ở đi trao tiền từ thiện ở trên cái bè, một lát nữa thì xong này tầm khoảng độ 1-30 phút tiếng hồ là con chạy xuống cô nhé. Dạ, rồi. Dạ, rồi về cô nha, cô đừng có buồn nữa, thôi thì để cho em được siêu thoát cô nhé. Thưa mọi người, thưa quý mạnh thường quân, vậy thì một cái tin thực sự không vui chút nào khi mà em chồng nhân đã không chống chọi được cái căn bệnh quái ác, em đã mãi mãi ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ. Mọi người hãy cầu nguyện cho nhân.